Phải kêu công an mà bắt luôn hai mẹ con ở đó luôn nữa. Dạ, bắt luôn hay Dọc con? cái thứ con mẹ, dọc cái thứ con mẹ với cái con chị uống buồn hoài à. Nó cho đặt lõi vô rồi cái là bắt đầu nó binh. Nó cho dưỡng nào mà mất dạy cái đó. Dạ. Không có ca dưỡng nào mất dạy cái đó, quýnh con dù nó có lì lợm, không có đánh nổ nào mà quýnh thằng nhỏ như vậy nữa. Thí dụ nó có lì đi chăng nữa, cũng dạy ăn nữa thôi. Có đâu mà cũng mất dạy kiểu đó. Cũng tôi ở dưới này, tôi hiện tại của tôi ở trên đâm nó chích con bỉ mẹ nó. Cái chó Vậy là nghe bức xúc. cô Bức đang xúc bức từ xúc lắm hả cô? đang coi từ hôm tới giờ nó bức xúc mà chưa tới giờ đấy. Dạ. Bức xúc từ chưa hồi nãy mà nghe con mẹ nói với con chị nó nói chuyện thiệt tình á. Tôi Thì coi là tức. tụi con cũng Bị đang nó mất mẹ. gán tụi con cũng Nó đang mất gán mẹ cố được gắng để mà đi tìm sự thật lại cho bé nè, đi tìm công lý cho bé nè. rồi. Con làm công lý cho nó tội nghiệp tính thần nó chờ 12 tuổi mà đi. Tốt chỗ đó là biết nó quá dữ rồi nó mới bỏ nó đi vậy. Mai nó còn tìm được nhà nó về tới nhà. Con ta cờ dài nó đâu được gì đâu. Cái thằng đó mà để tìm ở trên thêm 1-2 tháng nữa thằng đó chết. Dạ. Sống gì nổi. Nó quýnh như kiểu đó sống gì nổi. Giờ mới có 12 tuổi mà bạo hành tới mức độ đó đó. Giọng cứ chó trâu vòng vòng con mẹ đó là con mẹ chó chứ không phải là người. Đụng nữa quýnh con tao kiểu đó đụng điển mẹ tao đâm nó chết mẹ mà chứ dầm con tao mà quýnh kiểu đó còn nói một câu nó cứ đó đụng điển mẹ nó ông trời sao mà ông thất lử nó chờ chết mẹ nó đi dầm con mẹ đó là con mẹ chó thấy tóc vàng là thấy mất tét rồi. Cũng như theo cô á, cô có cái ý kiến gì mà về cái tội của cha cha dượng không cô? Cha chuyện đó là thôi mới giữ tội đó phải ở tù ngựa nay mai thằng này chưa chết chết nó chém đầu cho nó khử quánh nó luôn Còn nếu mà giờ mấy theo con chuyện gì mất dạy vậy. dạ nếu mà theo cô có nghĩ là cái người mẹ với cái người chị đó là có nghiêng về cái phe của cha dượng không? Có luôn có nằm ăn nằm luôn nếu tính như vậy là có ăn nằm chung hết trơn rồi đó. Chứ nghĩ làm sao mà con gái mà ôm rồi gờ mó mà nói không có chuyện gì xảy ra chứ. Mà còn binh nữa tao mới có bây giờ đem đi khám còn nhỏ nó khám còn mới thở đó đem đi lại tới bác sĩ đến đây nghe nói là thấy nổi dịch rồi Mà trong khi đó em con mình ruột nó của đã bị như mình. vậy rồi em mình nó bị như vậy mà còn binh nữa tại vì trời nãy nghe nói không có ha mày kia kia hỏi với con mẹ nói không có nữa cái máu mà chào tôi điện mà ở bên đó không ai bắt máy số điện thoại 383 Dạ. bắt máy tự đưa máy tự này cái mặt máy tự nó bỏ chó nó Mà trong khi đó bé Tính lại là con ruột nữa chứ. con ruột có phải con bây giờ con ruột con nuôi giờ cũng không đến nỗi nào nuôi chữ với mức độ đó Dạ. nó chữ dân cha dưỡng thì cha dưỡng phải ở không phải thì thôi gửi lấy thằng này giờ đi kiếm lấy gì khác ở được thì đi kiếm lấy gì khác tụi con mất máu gì nãy gì cho nó ở không nó ăn nó đó già đánh bài nó cờ bạc rồi nó còn ở với con của mình nữa vì nó đánh đập con mình nữa nó hành hạ con mình nó bạo hành con mình nữa mà còn binh nó cứ nó đụng điển mẹ cho sống trên đời uổng lắm chết chết mẹ đi hai mẹ con đó đó Vậy là theo theo cô á, là nếu mà xử cái tội cha dượng thì hai cái người mà người vợ với cái người chị đó là sẽ như thế nào cô? thì cũng như nhau mà không có cái gì mà khác hết trơn á Cũng như bao che ha. bao che cái tội bao che Mà một con mà con con mình đẻ ra trong một mà đấy nó ai muốn quýnh là quýnh mà con nghĩ đừng cũng nói kỳ, chữ mà con nghĩ cũng của kỳ tao nữa là nếu mà quýnh bé mà con thấy cũng kỳ nha, bé nó lên tiếng như vậy ai cũng binh vực bé hết trơn mà tại sao mẹ với chị lại không binh mà lại 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 ngược đứng lại gì lại vậy lại chứ nói bây nữa. giờ ăn nằm với cha dượng rồi sao mà bỏ cha dượng được quá chẳng phải rồi quá cha dượng quá trời rồi không binh cho được mê Bởi đụng vì mẹ lỡ trẻ lấy cây rồi thì lấy thằng này ở được thì ở ở không được kiếm khác kiếm kiếm tiền của con mất dạ mớ gì để cho con bị bạo hành bởi vì con cái bây giờ gặp những cái trường hợp này rất là đau đầu luôn á. mà bây giờ cô nói con nè dầu cái vụ nói á mẹ với chị nó nói lì
đi cỡ nào cũng không có đến nỗi nào mà quýnh mất chỗ đó hết dạ. Mà nhưng mà thấy bé này rất là ngoan, rất ngoan chứ không phải là liền rất ngoan. Thì tại bị đánh quá nên nó mới mới vậy chứ. Bị đánh quá nó mới vậy thôi. Dạ. Cái hồi 4 tuổi mà hồi 4 tuổi mà cho tới 12 tuổi 8 năm trời chịu đời gì nổi. Ồ đánh. Không cùng mới lạ. Không, cũng nhờ phát hiện kịp thời đó cô ơi, nếu mà để càng lâu là sẽ nguy hiểm lắm đó cô. Cái thằng con thằng nhỏ nó khôn nó còn đi khôn, nó mới bỏ giờ nó chạy chứ nếu mà nó còn ở nó chết. 2 tháng nữa là nó chết. Chứ nó không có sống nổi đâu. Ủa mẹ nó nghe bớt bớt nhìn thấy con mẹ nó tóc vàng rồi thấy mất ghét rồi. Giờ nó cứ đi lấy chai mà nó dẫn mà còn bài đặt. Cô xem cái clip á. Cô xem cái clip cô ơi. Cô xem cái clip mà hai mẹ con lên mà đính chính đó cô thấy sao cô? Cô nãy giờ cô chưa có để hầu nữa cô coi nữa. Cô ngày mai cô còn coi nữa, cô điện tôi tính nữa. Dạ. Chạo máu ra kìa chứ. Thôi từ từ cô, cái chuyện gì thì cũng có pháp luật cô ơi, để pháp luật để pháp luật thì đợi tới pháp luật cho nó mà. Nó dạ. Nghĩ là nó còn tài xế thằng chồng nó nữa. Mà thấy thằng chồng nó liền chứ còn nghiệp thiệt chắc. Ảnh khờ lắm, ảnh không biết nói chuyện. Trời ơi, hoang lắm. Bởi vậy. Bởi vì nó mới vậy, nó bỏ đấy trời. Thì đó, cũng nhờ ảnh khờ nên bỏ đó rồi heo cha dượng đó. Lại ngược đãi con mình nữa chứ. Thấy ngồi khóc cái tàu thì có nhặt người ta không giữ đụng ngựa. Nãy giờ con nhỏ đó tăng đầu. Đúng sao? Thì bởi vậy clip mà lên ai thấy người ta cũng bức xúc quá chừng á, nó mà nói ai cũng nói y gan cô chứ, gặp con tao là chết với tao rồi chứ có nói ở đó mà lên lên biện minh được. Con tao là chết con đỉnh mại nha, mà người ta tính ta tới cũng được đó. Cái đừng có nói mà để ra còn đinh địch, còn đinh chó nhỏ đó cũng vậy nữa. Thì bây giờ nói chung cộng đồng mạng quan tâm dữ dữ lắm luôn á, cô xem thì cô nhớ là bình luận để mà góp ý để tụi con tìm lại công lý cho bé 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 tính nha cô. Nhưng mà con không có biết chia sẻ, con không biết chuyển điện thoại con nói đâu, chứ ngoài ra con không biết làm cái gì cho dạ. Con tài thì có tài thiệt, nhưng mà con không biết cái chuyện chia sẻ mà tấm lên gì đâu. Mà nói gì nói cô bức xúc cũng từ từ thôi chứ đừng có bức xúc quá nha cô. Trời. Ừ, hôm nay tao phải mấy giờ máu tao nó trào lên, nó thiệt tình đó. Rồi, gì mà máu trào như vậy? Tao thấy một con mẹ nó với con nhỏ con gái đó nói chuyện là nãy giờ tao bị tính điện. Cô tính điện mà cô điện qua cái số 83 là đừng ngồi nói chuyện đó. Là coi có ai bắt máy ăn một dạ. Chữ luôn. Có nghĩa là không cô có nghĩa là cô điện thoại cho mẹ của bé bé tính đó ha. Không biết điện cái số điện thoại nó bật lên như quên con vậy nè. À, cái nếu mà cái số mà cô coi trên kênh đó là số này là số của con. Thì số của con là hồi nãy cô cũng thấy nổi lên cái số mà bên kia cũng bị nó nổi lên, cô mới bấm mà đổi chuông không có người bắt máy. Rồi cô mới dạy cô coi ngồi cô kênh bên đây cô mới dập. Dạ. Số cô mới điện nha. Tôi gặp trước này tôi điện thử rồi nhà thấy đổ chuông. Rồi dạ. Tôi bắt máy rồi bên kia nó không có bắt máy. Dạ. Tại vì đường trải giả vụ mà vợ chồng ngồi đó rồi tôi nói rằng nó nọ. Nóng quá trời. Điện nó không bắt máy, điện nó không có chữ. Hai con điện cái. Dạ. Nó là chó nó còn biết cưng. Con đó nữa. Đừng nói con giật nó còn biết cưng không đó nữa. Chứ đừng nói con ngừ. Thì nói chung cái sự việc mà bạo hành mà trẻ em này á thì nó xảy ra rất là nhiều, nếu mà không có ngăn chặn kịp thời á thì nó sẽ trở thành một cái hệ lụy đó cô. Thì đúng rồi đó, như con bé gái 8 tuổi không? Dạ đúng rồi đó. Đó, cũng minh dịch đó, với nhà có bị đó, bị cái thằng này cũng bị đó. Dạ. Mày vẫn trễ chừng 1 cái tháng nữa mày chết nhắc à, tổ có bay về được đâu đi đâu nữa. Dạ. Nhưng mà nó khôn nó bỏ giờ nó chạy trước á. Tiếp là nó sẽ bị đòn nữa đó, nó sợ nó mới bỏ giò nó đi đó. Dạ. Nó mới dở lẻ ra cho mấy mà nó chưa đi rồi, ta dở lẻ ra không có chuyện này. Vậy thôi con cũng cảm ơn cô đã chia sẻ nha. Thôi nãy giờ con nóng, hồi xưa tới giờ con nóng dữ lắm rồi đó. Con tập chuyện sao không biết sao. Dạ để dạ. Rồi con cảm ơn cô đã chia sẻ nha cô. Rồi.
có số điện thoại người ta cũng bị nữa, tại chuyện thôi nha.